chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Cô em to lắm. Ngắm thế thôi. Rồi. Mày chết. Đấy, chỗ này không đánh được là phải xin đất ra đây nha. Không xin. Không xin thì đánh được gì? Thì gậy ra. Gậy ra. Gậy ra. Hai cơ à? Hai cơ kiểu gì anh thua nó đẩy luôn. Để xem. Một cơ. Ừ. Con vào rồi. Chém vào củ nhé. Thì em cắt này. Cắt có này mỏng như Sally Thái. Cắt. Em cắt ra đi anh. Một bóng được rồi. À đấy, lũ này, anh biết lại lũ. Mình ra. Lũ thế này được chết. Áo. Từ từ. Lũ la đấy nhỉ. Lũ này vào rồi. Đấy. Sao tự nhiên nó lại chéo thế này? Mày lại chơi bẩn phải không? Dở à. Mày nhìn đây này, siêu bia cơ thủ. Ui giời ạ, tại cái này hướng quá. Em bắn con nào? Đây, cắt con này vào lỗ kia. Trên bẩn đấy nhỉ. Nhìn một cơ dọn bàn đây này. Anh cứ ngủ mê đi. Này, nhìn đây này. Như kiểu nhảy. Người ta bắn. Như nhảy. Đấy rồi. Kinh không? Đấy, chết luôn con này. Bên này lại cửa lỗ này. Đây, lại cửa lỗ này. Mày chơi cái này thì mày chỉ có thua thôi. Mày mà đại ca mày thua cơ. Được. Mới có 3 con. Ca mày là cơ thủ mày không biết à? Một cơ dọn bàn. Úi xôi. Chốc. Kinh không? Chốc. À, ui kia hơi xa nhỉ. Được. Phải gạt ra thôi. Hai cơ nữa là mày thua. Đúng. Ui giời lại hai súng. Hai cơ nhé. Hai súng. À bắn đi. Chơi bẩn đấy. Chơi bẩn đấy. Bắn đi. Đấy chấp. Để em chỉnh lại cái đấy. Chấp luôn. Đấy chỉnh đi nè. To hẳn phẳng luôn đấy. Đấy nhé. Anh bảo em không vào được á. Kéo một trắng bàn. Thua trắng bàn. Cho một quả coi như vào. Đánh kia đấy. Nào. Ok đây. Em là xanh. Anh ăn được 3 quả rồi. Đó còn 2 quả nữa thôi. Kiểu gì chẳng thua. Thôi ông ạ. Ông lại nó trượt rồi. Đấy chết mày. Đấy, từ từ mày sửa lại lỗ. Chưa chua để bắn chín đầu. Rồi. Một phát hết 2 bi này là hạnh phúc. Đúng rồi. Đấy chả. Ui giời ơi. Chị. Trượt rồi. Mà đại ca toàn bắn trượt. Chí thế. Mà lại cửa lỗ mày cứ nhận đấy. Bắn đi. Nhìn em nhé. Nhìn em nhé. Bắn đi. Mày bắn cái không? Bắn thế này đấy. Mày. Bắn này. Anh cho em cái cơ đổ quá. Thôi. Hôm nay anh bảo chọn cái này không chọn. Tránh ra nhìn này. Hết xa. Khôn. Ôi trời ơi. Kinh không? Đấy, còn mỗi quả kia nữa là xong. Chết rồi. Là phải sửa lỗ tiếp. Đấy, chọn quả đỏ cho nó đỏ hết rồi đấy. Nào, con xin thua mẹ giảm cho nửa tội. Chắc gì anh
Chả xin đấy. Chua đến đít rồi mà vẫn còn ngoan cố à. Ơi cho. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thấy chưa? Rồi. Nhìn em đây. Thế mà chửi. À. Nhìn em chửi lại cái lỗ. Chửi lỗ. Ai dạ, chửi lỗ ấy. Nơi mà không vào đấy thì thôi nghỉ xin nhé. Tiếp đi. Anh còn một quả, mày còn ba quả đấy. Em tập phát con đang đây, bật sang kia là vào lỗ kia. Nào, tao sửa lỗ này tao chuẩn bị. Nhìn đây mới là cân này, cân đập đây nhá, đập vào lỗ bên kia. Ừ, có mà lỗ thít, thít con trâu. Nhìn này. Có mà chính cái lỗ thít con trâu. Ui giời, tại cái sân này nó không vào. Gần chính rồi. Đấy, lại cửa lỗ rồi. Thế anh có xin bê không? Bê cái mề ạ. Sao quả nó lại cửa lỗ đấy? Ai là chơi bẩn thế này thì vào rồi còn đâu. Đấy. Chớp anh chơi bẩn nào. Ui giời. Thế mà còn trượt quá gì. Đấy cửa lỗ kia kìa. Nào mày nhìn cửa lỗ chưa. Chặt ra cửa lỗ này, em có bắn được không? Này, chắc anh đến đây nhá. À, chắc anh bắn được không? À, được. Mày muốn là bốc cướp rồi. Ai chứ bốc cướp? Lắm rồi, tao dặn cướp là tao không biết đâu, tao bịt mắt mày. Mày đi đâu thì mày phải chịu đi. Không. Trời, dê. Chết bẩn. Chết bẩn này. Dạ thôi. Rồi, thua phải chịu. Đấy, cả em chớp anh rồi. Bây giờ là đi theo đại ca nhanh. Đi đâu? Mày chết. Đi đâu thì việc của tao. Em đi về nhá. Về à? Về em nấu cơm. À, về à? Chạy được à? Thua nhá mày. Em về em nấu cơm. Xem là tao phạt mày kiểu gì. Không phải cơm nước. Không phải cơm nước gì cả. Mày lên đi về em nấu cơm này. Trốn à? Này, hôm trước to mồm, hôm trước to mồm à? Ôi thua phải chịu. Bây giờ thua là phải chịu thôi. Xuống đây anh có trò cho mày. Xuống đây anh có trò cho mày vui. Nào đi. Em về nấu cơm ạ. Đi xuống đây. Vào đây. Em về đi ăn cơm. Trước bịt mắt ra vô cứt à. Đi ăn cơm ạ. Cỗ à. Hôm nay thì mày chết. Đứng im. Đứng ra đây. Em về đi ăn cơm. Không có, thua là phải chịu. Đó. Mai lên chịu. Thua là cũng phải chịu. Không á. Đứng im đây. Nào. Rồi. Đứng im nhá. Đứng đây. Em về đấy. Về cái gì tao đang ở đây này. Đứng im đấy. Đi về em ăn cơm. Nào đi. Đi đâu? Cứ đi. À, mình dắt em một cái trâu nhé. Mày thua, mày chịu đi. Ai dắt cái đây đúng không? Đây, đây. Nè, đây. Đi đâu đấy, mày dốc đấy. Dốc cái gì, cứ đi. Dẫn đường cẩn thận vào đây. Góc đấy. Góc cái gì. Nào, đi vào đây, đây. Đi đâu đấy? Đi ăn cướp. Xì em bẩn. Em giọt mấy. Giọt mà. Nào đứng đi. Nào đứng đi. Nào. Đứng im đây nhá. Đứng im đấy. Mũi. Không được đi đâu. Mũi. Em tháo bỏ đấy. Tháo không. Chơi bẩn với thôi. Em làm gì lên đấy đấy. Để sao ấy. Ui. Kêu cây à. Bắt khỉ. Khỉ gì? Nào, cấm được. Thò xem. Mở mở ra nhé. Không. Mở nhé. Mở không. Đuổi ra tất cả bọc cướp đấy. Em rộng đấy. Đi đấy. Thứ bỏ ra thì mai em lên em chịu phản. Mày đi ăn cơm, không kín với người ta ăn hết tiệm mày. Nào, từ từ. Nào, ngồi vào đây. Đi đi đây. Chính cứ ngồi vào đây, ít nhất là 5 phút như hôm trước anh. Nào, ngồi im. Mỏi. Rồi, ngồi im đấy, rồi. Ui,
Nào khoanh chân xuống. Thế. Đóng chưa? Đóng sai. Đây, làm gì mà chạy giữa này em mới cần nổi. Nào, bố anh đây rồi đây. Đâu? Đấy, bố anh đây. Rồi, bố chắc nha. Chúc chúc chúc. Làm gì đấy? Làm gì? Vỡ vỡ đi, vỡ đi. Mày nhìn anh chạy vòng tròn nữa. Chạy kìa. Nhìn không? À, nhìn được anh chạy à? Ôi, fail. Chạy ra. Em mà ngã em chết đi. Ui dồi, mỏi quá. Không đùa đâu. Ui, không đùa đâu. Quên mình chạy nữa. Anh định chạy gì? Quên này cái này, quay đi đúng lắm. Chơi rồi. Hả? Đứt được dây mẹ 15 cân đứt nào được đấy. Mày ai dạ. Tao còn bỏ em này. Đấy, đó thôi. Thôi bây giờ tao buộc mày ở đây nhá. Không ai đừng buộc. Tôi đây. Tôi ngã đây. Ngã thế nào được, tuột thế nào được. Đó nhà buộc ở đâu bây giờ chắc nhỉ. Không được tua. Ôi. Đâu, có cái cọc nào đây. Không được buộc, cái đừng buộc ơi. Buộc đâu. Đấy, buộc vào cây chuối này. Vâng, cây chuối nó đây. Ôi, tụi mình chạy thế. Không chân thì chạy. Ấy, cây này không tới. Hai, ra đây bên này. Không được chạy thế đâu anh ơi. Buộc vào cây bên này. Đừng buộc ơi. Buộc vào cây bên này nhá. Không buộc ơi. Này. Cái nào, tiếp tục vào cây nào. Không buộc cái nào đâu. Đây, cây chuối to rồi. Đừng chơi đây. Đây rồi. Thôi, tao buộc vào đây, tao đi về đây. Nhanh chưa rồi. Ui, ngã. Này, ngã vẫn là chết luôn này. Còn mấu trên kia là tao buộc chắc lắm, yên tâm. Không tin tưởng của đại ca mày à? Tin vào anh đừng nghịch chúng ta đừng trôn kiểu này. Chơi kiểu này mất mạng như chơi đấy. Rồi, chờ tay. Cho anh đu với. Cho anh đu với. Anh đu với. Tin vào. Anh ngồi thêm anh ngồi nữa. Anh ngồi nữa nhá. Nào, tránh ngồi ra để đây. Anh ngồi. Đừng chơi kiểu đây. Nhưng em trả xuống đi, thế thôi. Thế thôi. Mạng chống em chỉ bằng cây chuối là. Lần sau có bốc cưng đâu. Không. Lần sau có cho ma đại ca thì. Không. Lần sau có đốt em hát không? Không, anh bảo gì
đang là gì nghe đấy, thịt tối nhá. Tối. Vác ngay một con gà trọi lên đây, thịt. Vâng. À, thịt con nào? Thịt con chiến kết đều. À, chiến kết đều. À, chiến kết đấy. Thịt con nào ngon? Con nào cũng ngon. Thế mai không thịt thì sao? Mai mà không có gà thì sao? Mai không có gà thì anh đập đầu vào đường. Mày thế thôi, mày ở đây tao. Mai không có gà thì kiểu gì cũng có gà. À thì mai không có gà tao treo tiếp nhá. Vâng. À, hay là giờ nhốt nó chuồng chó. Không, mai nhốt chuồng chó nếu mà không có gà. Không có gà thế thì mày lại không có gà, mày lại lừa tao rồi. Nghi lắm. Nghi cái gì? Tao thả xuống, khổ lắm, kêu gào. Tao thả xuống rồi, tối phải có gà tao ăn nhá. Vâng. À đâu mai, tối thì tao không bận rồi. Vâng. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Gà mấy cân? Gà 5 cân. Gà 5 cân á? Gà 49 cân. Thả xuống đi. Ui trời. Nhá. Vâng. Thì không có gà là mai tao cho mày lên cây tiếp. Anh mà cho em xuống đàng hoàng thì gà càng to. À được, thế thì cho đàng hoàng nhá. Gà to. Gà 45 cân. À, 45 cân à, được, mày có gà 45 cân thì anh thịt ngay. Vào gà mấy cân? Gà 45 cân. 44 cân hay 5 cân? 45 cân. 4 cân hay 5 cân? 45. À thế tao cho lên tiếp. À, 5 cân. 5 cân nhỉ? Được. Mai mang lên cho tao thịt nhá. Anh quay phim thằng đồ điên. Không phải đứa. Con. Bình tĩnh. Ngã vật chân luôn. Ngã nào được. Rồi, đi cẩn thận nào. Sao? Cẩn thận vào. Mai không có gà cho tao phải chết với tao. Chừa nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.